nó lại xuất hiện các tác dụng phụ khác, bởi vì cái insulin đấy nó không đúng với cái insulin của người. Thế nhưng mà người ta khi người ta chia dần cho đứa trẻ cái nhóm insulin này thì nó kích thích tuyến tụy của cái đứa trẻ đấy tiết insulin, thì cái insulin đấy lại có tác dụng hạn đối với đứa trẻ đấy. Thế là cái đề tài hiện tại là người ta cũng vẫn còn đang nghiên cứu lấy các cái lấy số liệu, đúng không ạ? Nhóm tiếp theo nữa đó là nhóm tăng nhạy cảm của tế bào với insulin, thì ở đây có các hoạt chất đó là metformin, glucophage, glucobay, đúng không nhỉ? Thế thì cái nhóm này nó sẽ gì? Tăng dung lạc gluco và gì? Tăng dung lạc gluco và giảm tạo gluco này, tăng cái tổng hợp glycogen ở gan rồi hấp thu gluco và ức chế hấp thu. Thì các bạn thấy là cái thuốc này ấy, thì nó sẽ thì không, đây là một cái thuốc mà thường là khuyến cáo là thuốc đầu tay nếu như bệnh nhân mà trong phát hiện tiểu đường là chế độ ăn này không giảm này, chống nhận thì người ta sẽ dùng là thuốc đầu tay. Thế khi dùng thì người ta sẽ thấy là không gây tăng cân này, không gây hạ đường huyết này, không gây tăng cân là bởi sao? Bởi vì nó có gì, nó có kích thích tuyến tụy tiết insulin đâu, đúng nhỉ? Mà nó chỉ tăng nhạy cảm tế bào để làm sao nó làm cho đường máu của bệnh nhân làm sao giảm xuống. Và một cái nữa là gì? Khi mà bệnh nhân chuẩn đó là cái tháo đường ấy, thì ngoài cái chỉ số dựa vào đường máu thì người ta còn dựa vào giá trị HbA1c, tức là hemoglobin A1, đúng nhỉ? Thì cái giá trị này nó sẽ bây giờ là một trong những cái xét nghiệm để chẩn đoán bệnh nhân tiểu đường dựa vào cái giá trị HbA1c. Thế thì khi mà giảm 1% giá trị HbA1c thì giảm cho bệnh nhân nguy cơ bệnh lý tim mạch khoảng 30%. Đấy là cái mà con sẽ lưu ý. Thế thì chính vì vậy mà đây là một thuốc đầu tay, vì đó là thuốc duy nhất mà giảm HbA1c nhiều hơn so với các thuốc khác. Tuy nhiên nếu như mà bệnh nhân là gì, đây là thuốc mà nó lại thải trừ qua thận là chính, cũng nhờ vậy bệnh nhân suy thận thì người ta khuyến cáo là cũng không nên không dùng. Một cái nữa là khi dùng ấy, nó có thể gây tắc cũng không mong muốn, là khi tăng nguy cơ thiếu máu do thì giảm vitamin B12, nếu như khi dùng cái nhóm này tác dụng kéo dài thì giảm mất vitamin B12 nhé. Và vitamin B12 có tham gia vào trong tạo máu không? Có đúng không? Cũng được. Một cái nhóm nữa đó là nhóm ức chế hấp thu của gluco ở dược. Thì các bạn thấy là một số các cái thuốc này trước đây mà cái thuốc giảm béo ấy, thì người ta hay cho bệnh nhân dùng làm sao mà khi bệnh nhân ăn vào sau đấy làm sao nó sẽ không được hấp thu, đúng không? Thế thì đây là một cái thuốc mà gì acapo, đúng không? Acapo thì acapo thì người ta sẽ dùng trong trường hợp bệnh nhân đã đau đường tuyếp 2, đúng không? Và cái thuốc này khi mà vào ấy, thì nó sẽ ức chế cái enzyme mà gì, các bạn thấy là khi mà mình ăn thức ăn khi đường này đúng nhập vào uống nước này, nó sẽ vào các tế bào trên màng trải của ruột đấy, nó sẽ vào đấy, tại đấy nó sẽ có, nó sẽ được hấp thu, đúng không? Cái đường đấy nó sẽ được phân tách, đúng nhập cái tác dụng của alpha glucosida. Thế thì bây giờ nếu như ức chế cái enzyme này thì nó sẽ, thức ăn nó sẽ không được phân tách nữa, không được phân tách nữa thì nó sẽ không được hấp thu và nó sẽ phải đào thải ra ngoài bởi cái thức ăn rất là lớn. Và khi đào thải ra ngoài thì sẽ dẫn đến tình trạng là gì? Bệnh nhân có thể xuất hiện tình trạng tiêu chảy, đúng nhỉ? Thế thì đấy là một cái thuốc mà trước đây người ta dùng giảm béo, thì thuốc giảm béo cũng một đạm béo là một tuần mà cái tiêu chảy chắc chắn là sẽ gầy đó, có mà có đúng không? Sau này gọi là thuốc con giảm cân con voi nhỏ, đúng không? Các bạn ngày xưa bạn đứa nào cũng biết là đúng không? Đúng không? Con voi đúng không? Cái tiêu chảy. Thế thì bây giờ người ta thì dừng, người ta sẽ không dùng để giảm cân bằng các cái thuốc gây tiêu chảy nữa. Nhưng mà cái nhóm này, thế thì cái nhóm này nó lại có thuốc trừ hấp thu như vậy. Thì các bạn sẽ lưu ý là để khi dùng cái thuốc này thì đây là được uống, đúng nhỉ? Uống vào thời điểm nào xong bữa ăn thì nó sẽ hiệu quả hơn? Trước bữa ăn là bao nhiêu bạn đồng ý trước bữa ăn đưa tay xem nào? Bao nhiêu bạn trước bữa ăn? Một. Thôi bạn đưa tay. Thế còn lại uống gì? Sau ăn à? Thôi trong ăn nhé. Trong ăn nhé. Người ta sẽ uống gì? Ngay sau miếng cơm đầu tiên. Đúng không? Để làm sao nó không thì sao? Tác dụng luôn, đúng nhỉ? Nhớ ức chế luôn cái enzyme này luôn. Nó không thể phân cắt được nữa. Thế chẳng hạn như mà bây giờ sau miếng cơm đầu tiên, đôi khi mình ăn thì mình buồn dơ dê, đúng không?
có khi mẹ đến thì quên đến cơm thứ hai hoặc là quên hoặc là ngay sau ăn thì có đúng không, hay là tôi bảo bệnh nhân thôi cũng được thôi đúng không, mà ăn lâu lâu rồi thì sao, thì hiểu không, thì các bạn sẽ cân nhắc bệnh nhân đúng không. Còn khuyến cáo là gì, ngay sau cái cơm đầu tiên và nhớ là gì, anh không ăn cơm ăn rau. Các bạn nhớ là những cái chất uống á, thì đầu tiên nó đầu sẽ phải là những cái nước ăn đấy, phải nó phải có gì các con nhiều ra đúng nhỉ, nó phải có tinh bột đúng không, thì đầu tiết insulin, nhưng mà các bạn này chỉ có ăn những cái chất xơ, ví dụ như là chỉ muốn ăn măng không, thì nó có không cần đâu không? Không. Không, nó không cần thiết đúng nhỉ, không cần thiết phải bị insulin nhá. Còn là ăn hoa quả mà tùy, những hoa quả mà nó lại không ngọt, không ngọt chẳng hạn đúng không, ví dụ như là dưa chuột thì các bạn có thể cân nhắc đúng không, dưa chuột dưa đen kể cả là insulin như thế đúng không. Vì vậy mà có những bệnh nhân ấy thì thường là bác sĩ là tính điều cho bệnh nhân là trước tiêm trước bữa ăn này đúng không, 20 phút này, thế nhưng mà thì ngày hôm đấy bệnh nhân lại quên không ăn chẳng hạn, hay đi học chứ bạn quên không ăn chẳng hạn, hoặc là hôm đấy buổi trưa thì lại sao ạ, mời đi ăn đám cưới đúng không, bình thường người ta chỉ ăn một bát thôi, nhưng mà hôm đấy vui quá lại chơi 3 bát liền đúng không, thì đường máu lại sao tăng lên đúng không, các bạn sẽ phải lưu ý với trường hợp này nhé. Thế ngoài ra thì nó có một cái nhóm thuốc tác dụng trên hệ integrating, thế thì cái hệ này là như thế nào, thì ở đây các bạn thấy là gì ạ, bình thường ấy khi mà thức ăn mà vào đến và đến ruột thì các tế bào tiền màng sạch của ruột tiết incretin, incretin này nó sẽ thì, nó sẽ kích thích tế bào tuyến tụy tiết insulin nhá, nhưng mà nó lại mất tác dụng rất là nhanh dưới tác dụng của enzyme DPP4 tức là dipeptidase 4 đúng không, mất tác dụng rất là nhanh nhá. Thế thì cái nhóm này nó sẽ ức chế cái enzyme này, mà khi ức chế enzyme này tức là incretin nó sẽ làm sao, nó tác dụng kéo dài hơn đúng nhỉ, và khi kéo dài hơn thì insulin nó sẽ làm sao, kéo dài thời gian tác dụng hơn đúng không, nhớ. Thế thì trong tài liệu các bạn có các cái nhóm này rồi, thì nhóm này cũng giảm HbA1c nhưng mà giảm không nhiều đúng không. Thế thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu, đã giới thiệu với các bạn một số các cái chất mà điều trị bệnh nhân đái tháo đường nhớ, các cái thuốc chính mà hiện tại là vẫn dùng. Thế thì khi đi lâm sàng thì có thể xuất hiện một số nhóm thuốc khác, một số các cái thuốc mới, nhưng mà vì vậy mà các bạn sẽ phải cập nhật, bởi vì trong cái thời gian thì không cho phép đúng không, đây là buổi ngày hôm nay tạm thời mình sẽ dừng lại ở đây. Nếu như các bạn không có câu hỏi gì, thế còn có câu hỏi gì thì các bạn hỏi luôn, tôi sẽ giải đáp luôn. Cô này nghe thường cô này bắn khoảng hơn 10 người đúng không? Bây giờ nha, tôi hãy lấy trưởng cô làm việc đây lại tôi. Thứ nhất, những ai lớp A cho tay lên.